Dạo này trời nắng nóng mà có ngay một ly trà hạt đác uống thì còn gì bằng nữa. Mà hạt đác các bạn đừng có đem rim với thơm nữa, mà rim với nước cam đi, cho thêm một xíu chanh dây nữa. Đảm bảo không ngon không lấy tiền luôn. Món này nó ngon lắm, mà sao Hùng thấy ít người làm, ít người bán lắm nha. Thôi, vậy bây giờ cùng đi làm với Hùng nè. Đầu tiên thì Hùng có một ký hạt đác mới vừa mua về luôn, còn hút chân không nha. Thêm vào đó là một ký cam sành và khoảng 4 trái chanh dây nha. 400g đường phèn và khoảng 1/2 muỗng cà phê muối. Hạt đác khi các bạn mới mua về á, đem ra nó có cái mùi chua nè và nhớt nhớt khó chịu lắm. Bây giờ mình phải ngâm qua nước và rửa qua nước 2-3 lần nha. Lưu ý là rửa nhiều lần á để cho cái nhớt này nó không còn nữa. Sau khi mà nó sạch hết cái phần nhớt rồi, đỡ được cái mùi chua rồi, thì bây giờ tiếp theo á, các bạn sẽ đem đi luộc nó. Các bạn sẽ bắt cái nồi nước lên, cho vào đó thêm một xíu muối và một lát chanh nha. Các bạn cho hạt đác vào luộc. Mình luộc tầm khoảng 5 đến 7 phút thôi. Cái bước này mình luộc sơ hạt đác á, để mình loại bỏ được cái mùi hôi, cái mùi đặc trưng của hạt đác á các bạn. Cũng như là cái phần nhớt nhớt ở ngoài hạt đác á, nó sẽ không còn nữa. Sau khi mình luộc xong thì mình vẫn đem ra và mình rửa lại dưới nước sạch nhiều lần nha. Vậy là sau khi mình mua hạt đác tươi về là mình sẽ sơ chế như vậy nha, để hạt đác của mình không còn nhớt và cái mùi hôi của hạt đác cũng không còn nữa. Bây giờ tiếp theo á thì cam sành các bạn sẽ cắt ra. Cái này là 1 ký cam sành thì Hùng cắt ra hết. Và lưu ý á, cam sành các bạn phải lựa những trái chín căng mọng như thế này nè, và nó vàng ươm nha, chứ đừng lấy mấy trái sống á, nó chua lè à. Và khi á mình vắt á là phải vắt bằng cái đồ vắt cam, chứ mà mình bóp mình vắt bằng tay á là cái chất the ở ngoài cái vỏ á, nó sẽ ra là nửa cái món của mình nó đắng ngắt luôn à, là ăn không có được đâu á ngang. Và đến cái phần chanh dây cũng vậy, các bạn cắt ra và nạo lấy cái phần cốt chanh dây nè. Cái này các bạn để nguyên hạt luôn cũng được nha. Ai kỹ á thì mình có thể qua cái rây, mình rây để mình loại bỏ hết cái phần hạt. Các nguyên liệu đã sơ chế xong rồi thì bây giờ cho hạt đác vào thau nè, cho cái phần nước cam vào, cho thêm đường phèn vào và cho cái phần nước cốt chanh dây vào, mình trộn đều lên. Và cái này các bạn để cho nó ngấm tầm khoảng nửa tiếng khoảng tiếng á, cho nó tan hết cái phần đường phèn nha, thì các bạn sẽ cho lên bếp và mình sên thôi. Lúc đầu mình mới vừa bắt lên bếp á thì các bạn mở lửa lớn lên nha, để cho nó sôi đùng lên, để các bạn vớt đi cái phần bọt phía trên nè. Sau đó thì mình cứ để lửa nhỏ riu riu cho nó keo, nó sánh, nó rút lại từ từ nha. Mà cái món đác rim này nè, Hùng rim tầm khoảng 30 phút là được rồi đó. Bình thường á, hạt đác các bạn rim càng lâu thì nó sẽ càng cứng lại, nó dẻ và nó dai hơn ngang. Các bạn thấy cái nước nó sánh, nó keo keo lại như này là được rồi đó. Sau đó thì cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê muối vào, mình trộn, mình đảo đều lên. Mà các bạn thấy lúc này hạt đác của mình nó đã keo rồi nè, và cái hạt đác nó cũng trong hơn nữa. Đó, như vậy là được rồi. Bây giờ thì các bạn cứ tắt bếp và để nguội nha. Khi mà hạt đác nguội, các bạn nhìn cái màu đẹp chưa kìa. Và bây giờ thì Hùng phải đi pha ngay cái ly trà hạt đác uống liền mới được. Chờ tới đây là chịu hết nổi rồi đó. Mà hạt đác của mình sên á, nó keo lại, nó sệt lại á, trời, quậy nước trà uống công nhận mê luôn. Hoặc là cái món hạt đác này nè, các bạn có thể ăn cùng với sữa chua không đường á, mình lúc mình cho vào xong đặt nước đá nhuyễn vào, ta nói đã dữ lắm luôn. Mà hạt đác các bạn đem sên với nước cam á, công nhận nó lên cái mùi rất là thơm, cái mùi đặc trưng của nước cam nha. Xong nó có cái vị chua nhẹ nhẹ của chanh dây nữa, kết hợp lại ta nói đúng đỉnh luôn á. Mà sau khi mình rim hạt đác xong á, nhiều quá ăn đâu có hết đâu đúng không, thì các bạn cứ múc vào keo lọ sạch và đem bỏ tủ lạnh đi, để bảo quản ăn mấy tháng vẫn chưa hư luôn nha. Rảnh á thì mình cứ đem ra quậy nước trà uống hoặc ăn với sữa chua, ta nói đúng đã luôn á. Đang vào mùa hạt đác đó, rảnh thì các bạn làm thử đác rim với cam đi, đảm bảo sẽ có cái vị đặc trưng và lạ hơn đác rim thơm nhiều lắm.